Hôm nay chúng ta sẽ học về hàm max và hàm min. Đây là hai hàm khá quen thuộc và dễ sử dụng trong Excel. Đối số duy nhất mà chúng ta cần nhập trong hàm max là phạm vi các ô chứa số mà chúng ta muốn tìm giá trị lớn nhất trong các số đó. Để tìm được đội bóng có số điểm cao nhất, chúng ta chỉ cần nhập bằng max mở ngoặc, chọn phạm vi ở cột số điểm từ F4 đến F12 rồi đóng ngoặc. Có thể thấy rằng hàm max đưa cho chúng ta kết quả là 90 điểm, nghĩa là số điểm cao nhất là 90 và nó đã được đạt bởi Bayern Munich. Hàm min cũng được sử dụng tương tự. Hàm min là hàm tìm giá trị nhỏ nhất trong tất cả các ô được chọn. Nếu chúng ta chọn cùng một phạm vi ô ở cột số điểm với hàm max ở trên, nghĩa là từ F4 đến F12, gõ bằng min mở ngoặc, chọn từ F4 đến F12 đóng ngoặc, bạn sẽ thấy được đội kiếm được ít điểm nhất chỉ có kiếm được 27 điểm. Cảm ơn các bạn đã xem. Các bạn cũng đừng quên subscribe kênh YouTube Cộng đồng Kinh doanh Saga cũng như like fanpage Cộng đồng Kinh doanh Saga của chúng tôi để nhận ngay thông tin về những bài giảng hoàn toàn miễn phí khác nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các buổi học sau.